ở đây có chị em nào muốn có một làn da trắng nõn, trắng nà, trắng như bông bưởi không ạ? Chần chờ gì nữa, theo em. Đầu tiên là em tắm trắng này nha mọi người. Tắm trắng nhà Như thì ba gối một tuần tắm một lần. Mà trời ơi, ta nói nha, một lần tắm chưa bằng đi mua một cái đầm đẹp nữa. Chưa tới 50 ngàn mà tắm ra nha, da là lên tông thật luôn, theo tông da của tất cả các bạn luôn, chứ không phải là trắng ảo đâu nha. Mùi thơm thì nồng nàn như nước hoa luôn, quá xuất sắc. Đó, nội cái tắm trắng thôi đã lên 2-3 tông da rồi. Tiếp theo là tới cái bước dưỡng. Mà cái bước dưỡng nhà em là nó khác nhà người ta lắm nha mấy chị. Nó giúp cho mấy chị trắng hơn nhà người ta gấp 10 lần. Em có công thức bí truyền. Tiếp nha. Đây đây, cái công thức thần thánh mà em nói nha mấy chị. Body Luxury của nhà em á, mở ra một cái trời ơi, chất kem tao nói nó đầy, nó tràn mà nó thơm bát ngát. Còn cái tinh chất nâng tông da kích trắng này á, pha vào body nó thay thế cho cái áo khoác đồ á, cái ủ kem của mấy chị đó. Mấy chị chỉ cần thoa lên thôi, trời ơi, bảo đảm chưa tới 7 ngày là cái tông da nó lên rõ rệt mà nó trắng hồng luôn đó mọi người. Body Luxury mọi người thoa đến đâu là thấm đó. Em đang test là trên da nam nha mọi người nha. Da nam, da khô, da lì, da gì cũng trắng nha mấy chị nha. Và nó có lớp màng sinh học mấy anh chị thấy không? Thoa lên là da căng mướt bóng mịn liền, quá trời đã. Rồi rồi, em chia sẻ là hết lòng hết dạ luôn rồi đó nha bà con. Múc liền combo này nếu như muốn trắng nha. Ok.